anh nhớ. Tôi vẫn nhớ. Dầm bóng mát lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Tôi vẫn nhớ như đêm hẹn hò bên trăng sao, từng câu nói yêu đương ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu, từng người đàn tay đến sao đêm, hẹn trăm năm ta cùng kế tóc xe duyên mộng vàng. Được cái số tiền đó và đáp ứng. Cảm ơn thứ nhà số mấy cuối là 5338. Cảm ơn anh Du số mấy cuối là 251. Bắt đèn anh đấy. À, quà của em đâu? Thì lên xe thế nào? Cứ đứng đấy còn lâu mới có quà nhé. Mà này, phải ôm. Đang qua hiệu áo cưới. Thấy nhiều chiếc váy đẹp lắm. Tốt, và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Singapore. Trước đó, ngày hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã chuẩn bị đầy đủ trước các mối đe dọa của Mỹ. Có thể là... Ở bên những ngày thường, Vũ Hoài không có cần khéo như vậy đâu. Thực sự đó là ngày hôm nay Vũ Lý... Đặng với ai không ta? À, chứ nghe nãy giờ than là ế hoài, đúng không mà? Nghĩa là cũng cần ai đó bên cạnh mình để có thể chia sẻ rồi.